của tao thế là còn hơn là trông đã bần hèn lại còn trộm cắp. Mày gọi chồng mày về đây nói chuyện. Hai con gái vén mồm lên kìa. Rồi ơi, chuyện của anh này. Ơ, thế mày đàn ông hay sai mày vén mồm lên cãi nhau tao thì đẹp mặt lắm ấy. Mày nói cái gì? Tao đéo nói cái gì cả. Thôi 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 em ơi. Chồng của mày ấy. Chồng tao sao? Sao? Mày hỏi chồng của mày ấy, tao bôi hai cái quần con ở đây xong rồi ăn trộm của tao. Chồng tao sao nó phải bần hèn thế, nó phải lấy xí lít. Ờ, nó lấy của mày hả? Anh đi lấy xí lít nhà nó. Mày lấy tiền, lấy của tao hả? Cả anh. Ở đâu bà? Thôi 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 em ơi. Nhà ông ta mới ra nhá. Sao? Đi đi à? Không phải cả ai. Bà anh lấy trộm như nó. Mày lấy con bò này mặc cái gì? Mày lấy con bò này mặc cái gì? Cái chuyện này mày tự. Cái con cắm nấm lạnh. tôi không để mặt chồng chị là chị rách miệng tôi đấy. Bạn bị kinh rồi. Ai cũng được chị em nhà chị kìa. Chả có gì để kìa. Một kìa. Thôi không phải chối nữa. Chối làm gì? Sao tôi phải chối? Bảo đây cho nhá. Đây bố thí cho. Này chị em. Này thằng chồng của mày lấy quần đỏ mặc cái lục của tao đấy. Sao phải mặc quần của mày? Ơ trời ơi. Đầy á, mà có gì mà quần tao không hả? Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Bà con gái kìa. Em có lấy không? Tổng người ấy, anh lấy làm gì? Loại đấy thôi, anh cũng lấy cho người ta nói. Loại đấy. Con hâm này. Giống người à? Ờ tao loại đấy, thế còn loại mày sao? Loại em trộm con lọt người ta. Ôi giời. Nhưng mà chồng tao có trộm đâu mày đi điều bà. Bỏ lắm mày mẹ đẹp bằng. Là anh có thật mẹ hai đứa mày á. Này thằng chồng mày ăn cắp, mày để cho mày vận đấy. Em có lấy đâu, chồng em có lấy đâu. Không lấy thì tại sao cái quần của mày ai vận? Trời ơi, bố, hai nhìn mặt trông sáng suốt. Bây giờ không tin thì xem đi, xem có đúng không? Xem không? Em về lấy cam xem có đúng không? Ờ, tao sáng sủa tao thế, còn hơn là trông đã bần hèn này còn trộm cắp. Mày gọi chồng mày về đây nói chuyện. Hai con gái vén mồm lên kìa. Rồi ơi, chuyện của anh này. Ơ, thế mày đàn ông con trai mày vén mồm lên cãi nhau tao thì đẹp mặt lắm ấy. Quá chuẩn luôn. Thế mày đổ oan tao sao? Đúng rồi, tao đổ oan thì mày có lấy không? Mày có lấy của em gái nào không? Giờ người nhà tao thiếu tiền mà tao đi lấy con lót cho mày làm gì? Ai mới biết được mày? Đầy đứa biến thái mà lấy chọn con lót bình thường. Lấy về cho vợ vận còn linh tinh à? Tao không mày đúng rồi. Tao đã bảo chồng tao đéo lấy thì ngoan. Ờ, nhà tao có giờ người đi. Mày thấy cái tao cho mày sang một sách. Ok, hả? Mày đi ăn tao nói nó không phải lấy chồng mà tao làm đầu đâu mà làm rất nhiều lần rồi nhá tao không thèm nói thôi để nó hàng xóm nó không thèm nói thôi anh kia dẫn em mày về đi một giờ ông thì mày khắm lắm lên nha anh lấy à nhớ ông thì mày gửi cái lời biết khắm hả mày đi thì mày hỏi chồng mày ấy sao nào lấy dấu trong áo thì áo kia nhớ ôi ôi vẩn rồi ôi nhà tao cam nhá chứ không phải là tao tự dưng tao bị những cái mày lấy đồ của em gái tao làm cái gì mày biết là trong em có lấy đâu không hỏi chồng mày không lấy thì mày bây giờ trong tủ nhà mày đầy đống nè đồ em sẽ xem nhưng cái đồ mày đang vận mày toàn vận của em gái tao thôi sao em phải mạo để đang hàng xóm Còn lấy hay không ấy vợ chồng nhà mày tự về đóng cửa bảo nhau thì biết nhá báo ơi báo tao đi. Không muốn nói nhiều báo đi báo đi anh em báo anh em báo cho anh chị em nhà mày quá cơ ôi lại còn thách cơ thách ơi còn tao mày biết đấy mày phải xem xét lại cái thằng chồng của mày tao làm sao lấy toàn đồ của phụ nữ này toàn một là mày nhá mày không mặc của tao thì là thằng chồng của mày nó có vấn đề tao nói cho mày biết chứ không phải là tao có lấy đâu đấy mà mênh nho hả quá thật thế không lấy mày không lấy mày xem mày có mặc tủ quần áo mày cho tao xem không quần áo nhà tao mày vào gì mày có lấy đâu ấy cả người lấy gì
hai chúng mày đừng có diễn với nhau nữa, lấy với nhau vận quần áo của nhau thì cứ bực với diễn làm cái gì? Đúng, hợp lý. Diễn làm cái gì? Nó bị ghẻ sao? Sao bị mặc? Rồi ơi. Em khác cái quần người ta. Mẹ còn em gái nào mà mua 3 toàn 3 4 triệu mẹ lót gen như thế không có đâu ngoài và mà lấy đủ của em gái nào. Tiền em mua được à? Ờ mày thiếu tiền. Thiếu tiền mà lên em gái nào mất 10 mấy gái. Chồng anh nhéo mày. Mà anh em đâu có vấn đề anh đấy sao? Anh em đang làm sao hả? Chà làm sao cả, làm sao mà lấy đồ của người ta thì bắt đầu là bần hèn là về biến thái à? Chứng đâu mà bảo tao lấy? À, mày lấy về mày cho vợ mày vận. Thế vợ tao thiếu gì tiền? Ừ, thiếu gì tiền? Bằng chứng á, bây giờ tao không thích nói thôi nhá. Chứ còn tí là mày thích ấy, tao cho mày xem camera luôn. Chích luôn đi. Cam chắc chó có điện. Ôi trời ơi. Nhà nghèo lắp cam. Cứ to mồm đi. Rồi, làm sao? Bây giờ tao không thích báo công an ấy, tao thích đứng ở trong cái đồng ấy, thì em sao? Hả? Tôi lại để báo em gái mồm, lấy của em gái nào rồi bắt đầu là còn lấy. Hay mày lấy quần lót của tao về mày mặc ấy, hả? Cái loại đàn ông mặc váy. Cái loại đàn ông mặc váy. Rồi ôi, đứng cái tay nhau với đàn bà, nhục quá chưa? Giá đi, còn khắm lặng lấy mình đeo đi. Giá đi. Ôi trời ơi, nhận rồi nhá. Đây. Mẹ con chó này. Mẹ nguội mày đó.